Thưa quý vị và các bạn, hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Kinh tế cuối tuần với những tin tức tổng hợp về kinh tế của tỉnh. Tiếp theo là phóng sự thị trường thực phẩm tuần qua. Tình hình kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2015 được các đơn vị duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách phục vụ sản xuất, đời sống và nhu cầu đi lại của nhân dân. Doanh thu vận tải tháng 7 đạt trên 37 tỷ đồng. Trong đó, vận tải hành khách đạt trên 14 tỷ đồng, vận tải hàng hóa đạt trên 23 tỷ đồng. Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 144.000 tấn. Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 tăng 0,03% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,87% so với cùng kỳ 2014. Những nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng cao hơn mức bình quân chung, gồm dịch vụ ăn uống tăng 2,69%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 6,26%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 3,97%, dịch vụ giáo dục tăng 4,35%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,66%. Trong tháng 7, một số sản phẩm trong lĩnh vực khai thác giảm đáng kể do một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ đã tác động đến chỉ số phát triển của ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp khai thác nói riêng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 264 tỷ đồng, trong đó công nghiệp khai khoáng đạt trên 36 tỷ đồng, công nghiệp chế biến trên 93 tỷ đồng, sản xuất và phân phối điện nước trên 132 tỷ đồng, cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải trên 2,9 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tuy bị ảnh hưởng thời tiết mưa kéo dài nhưng với nguồn cung ứng thực phẩm ổn định nên không có nhiều biến động về giá cả. Những ngày mưa liên tiếp kéo dài hơn tuần qua đã có ảnh hưởng đến việc cung ứng thực phẩm của các tiểu thương đến với người tiêu dùng. Mưa nhiều nên các loại rau xanh có nhỉnh giá hơn so với những ngày thường. Nắm bắt được nhu cầu của người dân, nhiều tiểu thương đã chủ động nguồn thực phẩm rau xanh để đáp ứng nhu cầu của người mua. Đấy, nó vẫn bình thường, giá cả rất là hợp lý, vẫn đáp ứng được mọi cái nhu cầu của người tiêu dùng. Nếu mà mưa thì so với cái giá mọi năm ấy, thì so với cái đợt này thì nói chung là nó giá cả nó cũng chênh lên một tí anh ạ. Giá cả thực phẩm từ đầu tháng đến nay cũng không có nhiều biến động. Cụ thể, giá ngao 18.000 đồng một kg, tôm loại to 250.000 đồng một kg, cá các loại dao động từ 50 đến 80.000 đồng một kg, thịt lợn 85.000 đồng một kg, thịt bò 280.000 đồng một kg. Các loại rau xanh cũng được bán rất chạy như rau muống, rau ngót, rau mùng tơi. Nhìn chung các mặt hàng thực phẩm được tiểu thương cung ứng đa dạng và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Các nguồn rau chủ yếu là ở dưới vùng dưới nên ở đây nó chỉ có một phần thôi, chứ còn thì đa số là ở dưới măng miếc, mẹ ca rau củ quả là ở dưới quê lên, giá cả không tăng. Giá cả thị trường thực phẩm trong 2 tuần không có sự tăng giá và đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Qua đây thấy rõ việc chủ động nguồn cung ứng thực phẩm, rau xanh của tiểu thương đã góp phần ổn định thị trường thực phẩm, không có xáo trộn lớn, kể cả trong thời gian mưa kéo dài. Chuyên mục Kinh tế cuối tuần kỳ 1 tháng 8 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.